chào anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một con Omni Lookman 550X anh em nhé. Cái dòng này thì nó có là 510 này, 530 này, 550 này và 550X. Hết cái dòng 550X này thì là nó lên cái dòng 560. Cái dòng 560 thì nó cũng chạy cấu hình y chang như cái con L550X này anh em ạ. Nó chỉ khác về mỗi cái bộ đúng nút này thôi, còn cấu hình thì nó chạy y như nhau. Công suất của con này nó là 310W, chạy 12 con sò than xanh đen, nguồn đúc 4 tụ lọc. Cấu hình của nó cực kỳ là khủng anh em ạ. Cái lăng nó ra đời là 269.000 yên Nhật, tương đương với gần 60 triệu tiền Việt Nam đồng. Con này nó là mặt phay nhôm, nó có power nguồn và cầu A. Mình đang chơi ở cầu A này, cầu B không chơi này, và cầu A này. Và đây là nó có chỉnh bát, và đây là cắt cho biên độ bát anh em nhá. Và đây là chỉnh chép, cắt cho biên độ chép. Cái biên độ cắt của nó rất rộng anh em ạ, từ 55 này và đến 850 này. Và đây là từ 10k này đến 880 này anh em này. Cái biên độ chép của nó cắt rộng. Và đây là 3,5k này anh em này. Cái biên độ chép của nó rất rộng. Và đây là súp Sulix. Đây là hai filter. Anh em ấn vào là nó mỏng đi đấy. Và đây là tôn âm sắc. Anh em mà chơi tôn âm sắc thì ấn cái đèn này vào nó nổi cái đèn này lên thì là chơi. Mình nhả này ra là chơi DJ, ấn vào là chơi âm sắc này. Và đây nó cũng có tần số cắt nữa này anh em này. Cái này của Kim MMC này anh em này. Đây này, MM này, MC này. Và đây là chọn cổng vào cho anh em chơi. Mình đang chơi ở cổng Tulo này. Nó có cổng DAT này, Tulo này, cổng Line này, và cổng phone 1, phone 2. Và đây nó có mạch nhà của phone này anh em này. Và đây là các cái cổng tab. Đây là anh em chơi cổng tab, ấn đây vào nó ngắt hết toàn bộ mạch ở Tulo và AUX. Và anh em chơi cổng tab 1, tab 2 là tùy anh em. Và đây là dích cốc đơ là thâu xóa anh em nhá, thâu xóa. Và đây là ba lăng, một loa này, hai loa này. Và đây là volume. Đây nó có cái single on, cũng kiểu như cái mạch mu tinh anh em ạ. Mình ấn cái này vào là nó ngắt đấy, nó lổ cái đèn này nó ngắt. Và đây là nó còn một cái, mình nếu mình chơi phone thì mình ấn cái này vào là bắt đầu mình đang chơi ở cổng phone, cổng đĩa than đấy anh em ạ. Con này tuyển chọn đẹp xuất sắc. Anh em nào chơi con này thì alo cho mình, giá mình đang bán là 14.500.000. Ở dưới này nó còn những cái cổng, ví dụ như cho anh em cắm thêm một cổng line LR vào đây này. Và đây là con nó có rất cổng rách, chơi thâu xóa này, rồi monitor này. Con này tuyển chọn đẹp xuất sắc anh em ạ. Chất âm nó cực hay, nó chạy thuần Class A. Anh em có thể ghép với tai loi JB, BV kép, nói chung rất hay. Vừa là bán dẫn, vừa có chất âm tựa đèn anh em ạ. Anh em nhìn tất cả các chân chén của nó này, đẹp lắm. Buồn lên mắt gầy, hỏi lòng bao đắng cay. Bạn cũ. Anh em nào yêu này thì alo cho mình nhá, đến với kênh của mình cho mình xin nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.